Ngày 7 tháng 12, một ngày trước phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty Alibaba, công tác chuẩn bị ở khuôn viên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được gấp rút hoàn thiện trước khi xét xử vụ án có triệu bút lục trong 140 thùng hồ sơ. Không khí làm việc xung quanh khuôn viên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra khẩn trương. Bên trong ba nhà bạt được dựng trước sân tòa, bộ phận kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra lại các đường truyền hình ảnh, âm thanh trực tiếp từ phòng xử ra màn hình LED cỡ lớn cho người dự tòa tiện theo dõi. Tại khu vực sân tòa cũng đặt bục khai báo, micro, camera kết nối trực tiếp với phòng xử để các bị hại cung cấp thông tin thay vì phải ra vào phòng xử, tránh mất thời gian. Việc bố trí ghế ngồi và quạt gió cũng đã cơ bản hoàn thiện. Bốn nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân theo dõi tòa cũng lắp đặt xong. Sáng cùng ngày, bộ phận văn phòng tòa án cũng bắt đầu nhận đăng ký và phát thẻ tác nghiệp cho phóng viên báo, đài. Tại phòng hồ sơ, các thẩm phán và thư ký cũng đang khẩn trương chuẩn bị, sắp xếp hồ sơ. Phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Alibaba và đồng phạm dự kiến diễn ra từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 đến ngày 6 tháng 1 năm 2023. Địa điểm mở phiên tòa là trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố. Phiên tòa Alibaba được đánh giá là phiên tòa kỷ lục, chưa từng có tiền lệ với số lượng bút lục hồ sơ lên đến 1 triệu bút lục đựng trong 140 thùng hồ sơ. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có 37 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Danh sách bị hại theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định là 3.986 người, có 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.